Series máy tính chị Anka xin chào. Bất kỳ một bạn nữ nào cũng không khỏi kiềm lòng được trước một chiếc laptop mỏng nhẹ, thiết kế tinh xảo và óng ánh với gam màu vàng hồng, trông giống như một chiếc iPhone 6 như thế này. Vâng, đó chính là Asus OX 360UA C4142T. Nằm trong khoảng tiền hơn 20 triệu đồng, bạn sẽ sở hữu một chiếc laptop mạnh mẽ, được trang bị công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo được công việc và giải trí của bạn luôn được suôn sẻ. Thiết kế nhỏ nhắn 13,3 inch và khối lượng đương nhiên rất là nhẹ, chỉ khoảng 1,27 kg mà thôi, rất là phù hợp đối với những bạn nữ hay những người hay phải di chuyển. Vì đây là một chiếc laptop cảm ứng nên bạn có thể dễ dàng thao tác như một chiếc máy tính bảng thông thường. Việc xoay gập cảm ứng rất là tiện lợi khi bạn xem phim, lướt web giải trí. Asus OX 360UA C4142T này có vỏ được làm bằng kim loại, logo sáng bóng ở giữa, bao quanh là các vân tròn đồng tâm rất là lịch lãm, thường thấy ở các laptop doanh nhân trước đây của hãng. Và đây chính là màn hình cảm ứng của Asus OX 360UA này, được phủ một tấm kính cường lực nhằm bảo vệ các tác động bên ngoài. Với độ phân giải cao là Full HD sẽ cho hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Cùng quan sát về bàn phím của máy, qua trải nghiệm của An Khang cho thấy bàn phím có độ nảy tiêu chuẩn. Dù là máy nhỏ 13,3 inch nhưng bàn phím vẫn có đầy đủ các chức năng thông thường. Mặt sau của chiếc máy là một tấm kim loại liền với pin nằm trong, bạn không thể tháo rời pin ra được. Dung lượng pin ở mức tiêu chuẩn 3 cell. Với công nghệ tiết kiệm điện ngày nay thì bạn có thể sử dụng được tới 4 tiếng. Với cách bố trí khe thoát gió dài gần sát phía gáy máy như này, phần nào sẽ khiến cho máy mát hơn trong quá trình sử dụng. Quan sát về bên cạnh trái của Asus OX 360UA này, chúng ta thấy có thêm một khe tản nhiệt lớn, một cổng USB 3.0 với các nút tăng giảm âm lượng, nút nguồn. Cạnh phải có thêm một cổng USB, một cổng HDMI để kết nối với TV. Bên cạnh đó chính là cổng USB Type-C đa năng, các bạn có thể kết nối với rất nhiều các thiết bị ngoại vi khác. Tiếp đó là một jack cắm tai nghe tích hợp microphone và một khe đọc thẻ nhớ máy ảnh đa năng dành cho những ai yêu thích đi du lịch. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu hình của máy. Bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi sử dụng Asus OX 360UA này bởi chiếc máy làm việc rất là nhanh, chạy ổn định nhiều giờ liền với chip Core 5 xung nhịp 2,2 GHz và có khả năng tự động ép xung lên tới 2,8 GHz. Cùng với đó là một RAM 8GB tốc độ boost là 2133MHz giúp bạn chạy được nhiều ứng dụng một cách suôn sẻ. Máy của chúng ta được trang bị 256GB ổ SSD, chỉ cần hơn 10 giây để có thể khởi động máy. Ngoài ra đây là một loại công nghệ mới bảo vệ dữ liệu an toàn trong trường hợp máy bị va đập. Như vậy, chiếc laptop Asus OX 360UA của chúng ta được làm với một phong cách thật là khác biệt, lịch lãm từ vỏ ngoài màu vàng hồng. Toàn bộ vỏ được làm bằng kim loại sang trọng, một cấu hình đủ để đáp ứng nhiều nhu cầu công việc của bạn, đặc biệt là giải trí. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website ankhan.vn hoặc tới địa chỉ 210 Thái Hà để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại!